Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Kon Tum tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà làm việc 655 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Tình huống diễn tập: một đám cháy xảy ra ở bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà. Hệ thống báo cháy tự động bị lỗi kỹ thuật, không báo cháy kịp thời. Sau một thời gian, khu vực tầng hầm bị cháy hoàn toàn, kèm theo mật độ khói dày đặc. Đám cháy có nguy cơ lan lên các tầng trên của tòa nhà. Nhiều nhân viên đang làm việc, thấy khói lửa bốc lên, đã báo động hô hoán cho toàn bộ cán bộ, nhân viên tòa nhà biết. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang và bốn xe chữa cháy tới hiện trường. Nhận định tình hình đám cháy diễn ra phức tạp, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của nhiều người, nên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức triển khai cứu người bị nạn. Đồng thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Hậu cần, Công an thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cuộc diễn tập diễn ra an toàn, bảo đảm quy định, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.